Tôi có khoảng 35 năm cuộc đời mình đi tìm hạnh phúc. Và tôi cho rằng đó là một cái khát cầu và cái đi tìm kiếm chính đáng của tôi cũng giống như anh em. Tìm kiếm hạnh phúc từ một người phụ nữ khác, tìm kiếm hạnh phúc từ nhà lầu, tìm kiếm hạnh phúc từ xe hơi, tìm kiếm hạnh phúc từ danh tiếng, tìm kiếm hạnh phúc từ những cái vật chất ăn uống sung sướng. Và mình chia sẻ với anh em là tất cả những cái đó nó ảo ảnh đấy, không thật đâu. Hạnh phúc không từ đó. Bạn chưa đạt được ấy, thì bạn còn có cảm giác như nó thể đó. Nhưng khi bạn đến rồi, bạn chạm vào đến những cái hạnh phúc như nhà cửa, xe cộ, đàn bà rồi, thì bạn thấy nó thực sự thay đổi. Nó không có thật. Nó như là chúng ta mò kim ở đáy ao vậy. Nó giống như chúng ta vớt trăng ở đáy giếng vậy. Đó là hạnh phúc giả tạo. Hạnh phúc thực sự là sự bình an trong nội tâm. Và chỉ có ở một mình mới thấy được. Cuối cùng của hạnh phúc mà tôi thấy được, đó là buông những cái đó ra. Còn bám vào vật chất của cái tiền bạc là thực sự là một cái nỗi khổ. Và khi mình chạm đến rồi thì không thấy nó nữa. Hãy học cách buông bỏ cả đàn bà, buông bỏ cả vật chất. Hạnh phúc thực sự nó đến từ một mình. Và sự bình yên là hạnh phúc tối.